Ngọc Thúy xin kính chào quý vị khán giả của Viettoday. Kính thưa quý vị, chương trình Kiến thức và Cuộc sống của Viettoday là chương trình được thiết lập để cập nhật những kiến thức cần thiết nhất cho cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta tại Hoa Kỳ. Hoàn toàn thực tế, thưa quý vị. Và trong chương trình hôm nay, Ngọc Thúy xin giới thiệu với quý vị chương trình Kiến thức và Cuộc sống, chuyên mục Câu chuyện sức khỏe. Thưa quý vị, trong chuyên mục Câu chuyện sức khỏe hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến một sự việc được rất nhiều người quan tâm và nó cũng là một nguyên nhân đã gây ra cho chính phủ Hoa Kỳ những bất đồng quan điểm dẫn đến việc đóng cửa chính phủ trong thời gian này. Thưa quý vị, đó chính là chương trình bảo hiểm Obamacare. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu những điều cơ bản về Obamacare và những chuẩn bị cho một chương trình bảo hiểm cho mình và gia đình của mình. Và vị khách mời của chúng tôi mời đến Viettoday hôm nay là chị Vivian Phan, một người đã làm việc trong ngành bảo hiểm hơn mười mấy năm qua. Ngọc Thúy xin kính chào Vivian. Xin kính chào Ngọc Thúy và cũng xin kính chào quý khán giả thân thương của Viettoday. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời Vivian Phan với mục đích nhờ chị giải thích cho quý đồng hương mình một cái nhìn rõ nét hơn về chương trình bảo hiểm Obamacare. Và câu hỏi đầu tiên Ngọc Thúy muốn hỏi đến với Vivian là chương trình bảo hiểm Obamacare nó được ra với cái mục đích gì thưa chị? Xin thưa là cái tên Obamacare thì là cái tên lóng mà thôi. Tại vì ông ta là người đem ra cái đề luật này và ông ta là người được cái credit mà tên của ông cũng khá là dễ nhớ. Cho nên là bây giờ là cái tên bảo hiểm nó dính liền với ông luôn. Chứ thật sự chứ cái tên chính thức của nó đó, nó gọi là Affordable Protection Care, có nghĩa là tạm dịch là bảo vệ bệnh nhân và vừa túi tiền, thì nó dài dòng quá, quý vị công nhận không? Thì mình cứ gọi là Obamacare cho nó dễ hiểu ha. Yeah. Thì dựa theo cái tên đó thì Thúy cũng có khái niệm được sơ sơ là tại sao cái đề luật này nó ra đời rồi. Đúng rồi. Là bảo vệ bệnh nhân là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai là vừa túi tiền, chứ bây giờ bảo vệ mà không có tiền mua thì làm sao bảo vệ, đúng không Thúy? Yeah. Đó. Và câu hỏi được đặt ra, những ai hội đủ điều kiện để có thể gia nhập vào chương trình Obamacare này? Nói chung thì cái hội luật này là cater cho những ai mà gọi là low income hoặc là middle income. Coi như cái định nghĩa của low income, middle income là đâu thì cũng là do một cái group của chính phủ. Họ làm một cái thống kê, họ thấy là nếu mà ở Mỹ này mình một gia đình 4 người, 3 người, 2 người thì cần phải tối thiểu bao nhiêu đó mới đủ sống. Thì nói ngắn gọn là họ ra một cái con số. Cái con số là 9.5%. Có nghĩa là nếu mà tiền lương của mình một năm là 50.000, thí dụ, mà mình phải dùng hơn 9.5% của 50.000 để mình mua bảo hiểm sức khỏe, có nghĩa là nó không còn vừa túi tiền nữa rồi. Thì ra là như vậy. Đúng rồi. Vậy thì khi nào thì cái chương trình bảo hiểm này nó có hiệu lực để mà mình xài được liền? Thì đầu năm 2014 thì mình mới cầm cái thẻ bảo hiểm mình đi xài được. Thì nếu mà mình muốn đầu năm mình có cái thẻ bảo hiểm để mình đi xài thì bây giờ mình phải lo mình ghi danh trước. Thì tại vì năm nay là cái năm ra đời đầu tiên của cái chương trình này thì chính phủ cho thêm 3 tháng. Thường thường là họ chỉ cho khoảng 3 tháng để ghi danh quá, thôi. Đúng, đúng rồi, thường thường bảo hiểm trước đó mà quý vị mà đi làm trong hãng xưởng đó thì cuối năm là lúc mà mình có thể là mình thay đổi hãng bảo hiểm hay là cộng thêm hay bớt người thêm thì là khoảng từ tháng 10 tới tháng 12, nhưng mà tại vì cái chương trình này quá mới, chính phủ cho mình thêm là 3 tháng nữa. Mặc dù mình có thêm 3 tháng là tổng cộng 6 tháng, nhưng mà những ai mà muốn mà đầu năm mà mình có thể đi khám bác sĩ liền đó thì bây giờ phải lo ghi danh đi, Thúy công nhận không? Có nghĩa là cái thủ tục mình chuẩn bị là mình phải ghi danh bây giờ. Và đòi hỏi, thí dụ mình chuẩn bị những giấy tờ như thế nào thưa Vivian? Đúng vậy. Thì trên cái application á, thì nó hỏi những cái personal information như là tên, số an ninh, driver license này nọ. Nhưng mà cái mà nó determine mình có qualify hay không á, là cái gia đình của mình mấy người và đi làm là bao nhiêu tiền. Coi như là cái hộ khẩu của gia đình mình là cái annual income là trước thuế nha quý vị. Có nhiều người confuse hỏi là trước thuế hoặc là sau thuế. Đúng. Thì nếu mà mình chỉ đi làm lương bình thường thôi, cái W-2 đó là trước thuế. Còn những ai mà gọi là làm self-employment á,
Thì được đặc biệt đó là thí dụ như mình tiệm nail đi ha, mình làm 100 ngàn nghe nó cao nhưng mà phải trả tiền điện, tiền nước, trả cho nhân viên, có thể là lương của bà chủ đem về còn có 40 mà thôi. Thì mình Thì khai sao thuế hả? đúng rồi, thì những người mà self-employed thì nó gọi là adjusted gross income, thì mới được là coi như trừ mấy cái deduction này nọ. Còn người thường mà nếu mà ai bị này phải nói là được chứ không phải phải là bị, mà coi như là child support và phải ly dị mà phải trả tiền nuôi cấp cho con của vợ vợ trước hay là cái gì đó, thì cái đó mình cũng deduct được của cái từ tiền salary của mình nữa. Hay là những ai còn mắc nợ hoặc gọi là student loan mà mỗi năm mình phải trả cái tiền lời cho cái student loan, cái đó mình cũng trừ được từ trong cái lương của mình nữa. Vậy Thì thì trở lại câu hỏi của Thúy á, là khi mà mình điền cái đơn thì mình nói thí dụ như gia đình của tôi 4 người, tôi làm là 50 ngàn. Thì trên giấy tờ họ tin mình mới có 50% mà thôi. Họ muốn mình phải là provide một cái proof, là một cái tiếng Việt Nam gọi là cái gì Thúy? Cái một cái proof bằng là chứng một cái phải bằng chứng, đúng rồi. Thì nếu mình có 30 ngày sau khi mình nộp cái đơn nó vô để mình provide cái proof đó, thì nó sẽ đòi mình là cái proof of resident, có nghĩa là chứng minh mình là người công dân hợp pháp ở Mỹ và người ở ở Cali nữa. mà ai sẽ là người duyệt những cái hồ sơ đó, là hãng bảo hiểm hay là của Không, những người nhân viên của chính phủ. Đúng vậy. Thì họ muốn cái mà dễ nhất là mình có cái driver license của mình, là chứng minh là mình là thường thường trú dân của Cali rồi. Rồi nếu mà mình nói mình làm 50 ngàn thì mình đem theo cái pay stub của mình đó quý vị, là khi mà những cái cùi check những cái rồi. cùi check, hay là nếu mà không có cùi, có nhiều người đi làm nail nó thấy nói bà chủ tôi chỉ ký với tôi cái check thôi à, chứ không có cùi không có gì hết. Thì tại nếu mà công ty nhỏ mà không có dùng gọi là cái payroll service á, thì không có in check ra bằng computer Mà thì lại sẽ không không có, copy nữa thì là không đúng có. rồi. Nên nếu nếu ai mà chỉ đi làm nail mà chỉ có cái check bà chủ ký tay thôi, thì lấy cái check của bà chủ ký tay cũng là một cái bằng chứng hiệu nghiệm nói là mình làm bao nhiêu tiền. Thì nó cho mình 30 ngày sau khi mình nộp cái đơn vô để mình provide cái proof đó. Nhưng mà nếu quý vị muốn hồ sơ của mình tiến thúc cho nó lẹ, thì tốt nhất lúc mà điền cái đơn mình cứ đem theo cái information đó luôn đi, để người ta có cái máy photocopy, người ta photocopy, người ta Đúng rồi, kèm vô, mình không nộp cần phải vô đi luôn. đi lại lại mấy lần phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Và Ngọc Thúy thắc mắc là hiện bây giờ đang có bao nhiêu hãng bảo hiểm đang có chương trình Obamacare? Hiện giờ thì có những cái tên quen thuộc như là Anthem Blue Cross, Blue Shield, HealthNet, Kaiser. Đó là bốn cái tên mà gọi là khá lớn mà quen thuộc. Thì tùy theo quý vị ở cái khu nào, giống như nếu mà ở vòng vòng Santa Clara, Bay Area đó, County đó, thì mình có thể đi Valley Health chương trình cũng có tham gia. Những ai ở trên San Francisco có gọi là Chinese Community Center. Tùy theo những cái gọi là đặc biệt của cái vùng đó. Thì nếu mà mình đi ở trên San Francisco, mình đi cái Chinese Community Center, thì cái giá nó sẽ, mình chọn, nếu mình chọn cái chương trình đó thì cái giá nó sẽ rẻ hơn là một người chọn cái hãng Kaiser, thí dụ như vậy đi. Thì ra là vậy. Theo Ngọc Thúy được biết là mình có 4 hạng mục để mà chọn bảo hiểm, thì Vivian có thể cho khán giả biết được không? Dạ được. Bốn cái hạng mục này tên nghe rất là sang trọng, là toàn là vàng bạc không à. Cái thứ nhất là đồng 60, là lý do người ta gọi đồng 60 là tại vì cái chương trình này là hãng bảo hiểm trả 60% và mình phải co-pay là 40%, thì người ta gọi đồng 60 cho nó dễ nhớ. Là bronze 60 đó quý vị. Cái kế nó gọi là silver 70, thì quý vị chắc cũng đoán được là cái bạc á, là mình phải bảo hiểm trả 70, mình phải trả co-payment là 30. Còn cái gold thì là gold 80-20, là 80-20. Và cái platinum là gọi là bạch kim thì là 90-10. Thì cái bạch kim thì quý vị thấy đó là mỗi tháng mình phải trả nhiều. Nhưng mà khi mà mình cần dùng bác sĩ đi hàng mỗi một cái dịch Cho Ngọc vụ Thúy gì hỏi một đó. cái, 90 là 90 bên hãng bảo hiểm trả, Đúng mình là vậy. trả 10, nhưng mà 10 trên cái số lớn, đúng không? 10% giống như nó gọi là co-insurance đó quý vị, giống như Đúng mà rồi. khi mà mình mua xe mà cái tiền deductible vậy đó. Deductible xe như ai ai cũng có bảo hiểm xe thì nó dễ Nghe thì hiểu ai hơn. cũng muốn silver, đâu ạ? Hầu như ai cũng muốn cái hạng mà cao nhất phải không?
Không hẳn đâu, cái hạng cao nhất thì chưa chắc là cái lương của mình hội đủ điều kiện. Thúy nhớ là mình không có được xài hơn 9.5% của cái số lương của mình mà Thúy công nhận không? Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên nếu mà ai mà lương mà chỉ đủ nằm trong cái bronze với cái silver thôi thì chính phủ chỉ có đài thọ bronze với silver Vậy mà là mình thôi. không phải là người chọn. Đúng rồi, còn những ai mà lương cao một chút xíu á, thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, sẽ có bronze, gold, silver với lại platinum. Mà cái chương trình silver là cái chương trình gọi là giống như được chính phủ đài thọ nhiều nhất, họ khuyến khích mình mua nhiều nhất. Cho nên cái chương trình silver đó nó có ba cái gọi là subsidize tùy theo cái lương của mình. Thì nếu mà nó mình nằm trong cái một cái bracket đó, đầu tiên á, là được subsidize nhiều nhất là 93%. Có nghĩa là mỗi 100 đồng tiền bảo hiểm thì chính phủ đài thọ 93 đồng, mình chỉ trả ra tiền túi là 7 đồng thôi. Còn cái next level á, là 87%, là chính phủ đài thọ 87%, mình trả thêm là 13%. Và cái level cuối là 73%. Là Thế cũng hiểu rồi, là chính phủ đài thọ cho mình 73 đồng thì mình phải móc tiền túi ra 20, 20, 17 đồng để mình Đúng trả cái rồi, số đúng rồi. tiền đó. Và Ngọc Thúy có nghe qua là quyền lợi sức khỏe thiết yếu, thì chị có thể giải thích thêm với khán giả được không? Cái này thì chắc bên cũng phải dòm cái nốt của mình lại chứ cái này nó nhiều lắm. Thì khi mà ra cái điều luật này đó thì cái nhóm mà của ông Obama đó, chứ không phải một mình ông cũng không có giỏi dữ vậy đâu quý vị, thì mới mới nói là những cái điều mà tối thiểu phải có trong cái bảo hiểm. Chứ nếu mà bán một cái bảo hiểm mà không có những cái căn bản tối thiểu thì khi mà người ta cần thì lại không dùng được, thì nó cũng gọi là vô ích đúng không quý vị? Thì những cái tối thiểu của trong cái mà những cái chương trình mà từ trong chính phủ đó, thì thí dụ như là mình phải chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, có nghĩa là outpatient care đó quý vị. Các dịch vụ cấp cứu có nghĩa là emergency, mình gọi là mình có bị chuyện gì mình gọi 911 mà ambulance nó tới nhà mình nằm ở trong bệnh viện, cái là cũng dễ hiểu rồi, khỏi dịch là cái là hospital. Thí dụ như những bà mẹ phải sinh con đúng không, có một cái nỗi lo lắng nhất đó là thí dụ chết rồi bây giờ tôi có bầu mà tôi sợ tôi không có tiền đi nhà thương, không ai lo cho con tôi, không ai khám thai cho tôi, mà khi mà có bầu rồi lo sợ là có thể là ảnh hưởng tới Là sức ảnh khỏe hưởng em tới bé em nữa. bé Đúng nữa. rồi, đúng rồi. Rồi ngoài ra phải như là phải có thuốc, đôi lúc mình uống thuốc bây giờ cái thuốc đó nó không có cover thì sao đúng không, có bệnh mà bác sĩ cho to thuốc mà không có tiền mua thuốc thì lại cũng gọi là vô ích. Rồi hồi nãy Vivian có nói với Ngọc Thúy nữa là về điều trị tâm thần nữa phải Đúng rồi, không? điều trị tâm thần, ngoài cơ thể thân xác ra thì đôi lúc tâm lý cũng rất là quan trọng đúng không quý vị? Rồi những cái như là thí nghiệm như là mình phải test khám máu, khám vú, X-ray hay là cái gì đó, những cái thứ đó đều phải có những trong nằm trong cái căn bản mà tối thiểu của một cái policy. Đó, thì nếu mà quý vị muốn biết thêm thì có nhiều cái website cũng có thể là có những cái reading mà quý vị có thể tìm được. Để Thúy bổ sung thêm ha, chẳng hạn như bây giờ là thuốc theo toa, các dịch vụ và khí cụ phục vụ và phát triển, các dịch vụ phòng thí nghiệm, rồi các dịch vụ phòng ngừa và an ninh và yểm trợ bệnh kinh niên. Cái đó là nãy giờ Vivian nói với Thúy đó. Rồi dịch vụ của trẻ em nữa nè, kể cả chăm sóc nha khoa và thị lực nữa, là về nhãn ha, về Đúng mắt rồi, nữa. mà cái nha khoa đó là chỉ cho em bé thôi nha Thúy. Có nhiều người hỏi Vivian đó là cái này mình đi khám bác sĩ thôi, hay mình đi khám răng được không, mình đi khám mắt được không? Thì là câu trả lời là không nha. Chỉ có là trẻ em mới được ưu tiên có ba mẹ elect mua thêm cái dental cho trẻ em mà thôi. Thì ra là vậy. Dạ, còn cái căn bản của cái Obamacare là không có vision với lại dental, không có mắt và răng. Hiện bây giờ Ngọc Thúy và chắc chắn là khán giả cũng đang thắc mắc, nếu như bây giờ đúng tới năm 2014 mà mình không có bảo hiểm thì mình có bị phạt hay không? Không, là tại vì đầu năm mới có hiệu lực thì bây giờ là mình chỉ là lo ghi danh trước thôi. Thì cái câu hỏi bên thường được nghe nhiều người hỏi là nếu mà tôi đợi tới tháng giêng tôi mới điền đơn thì làm sao. Thì nếu mà cũng tùy theo cái ngày quý vị điền, ví dụ như quý vị điền 15 tây tháng giêng thì đầu tháng 2 quý vị mới có bảo hiểm. Còn nếu quý vị điền trước 15 tây thì là tháng giêng, là cái tháng kế đó là mới có bảo hiểm. Vivian xin lỗi, là nếu mà 15 tây tháng giêng có nghĩa là đầu tháng 3 mới có bảo hiểm.
Tại vì tháng Giêng nó đã qua hết nửa nửa tháng rồi. Đúng không? Còn nếu mà mình điền cái đơn 15 tới tháng Giêng, 14 tới tháng Giêng thì đầu tháng 2 có bảo hiểm. Tại vì Thúy cũng thấy là mình phải cần 2 tuần để người ta làm giấy tờ, người ta Thu process. xét những cái giấy tờ của Đúng mình nữa rồi, đúng rồi. Thì nếu những ai mà muốn đầu năm, hồi nãy Vivian nó nói là có bảo hiểm liền, mình đi bác sĩ, mình đi khám liền, thì mình lo mình ghi danh trước bây giờ. Mình khỏi có bị mất thì giờ. Mất rồi. đi cái đài thọ của chính phủ nữa, tại vì cái đó chính phủ đài thọ mình trả tiền một mớ nữa mà, đúng không? Và Thúy cũng tò mò lắm, tiền phạt là bao nhiêu vậy? Tiền phạt là bao nhiêu? Thì năm đầu tiên nó rất là nhẹ nhàng, tại nó biết là cái này cũng còn mới, nhiều người cũng lu bu không có thì giờ. Thì năm đầu tiên thì theo VV nhớ là 95 95 đồng đồng. hoặc là Chín 95 đồng. 1% của lương Một của phần quý trăm. vị. Thì nếu mà làm lương 50 ngàn thì là 1% của 50 ngàn. Cái nào mà cao hơn, chứ không phải cái nào mà thấp hơn đâu quý vị. Nếu mà nói 95 đồng thì thôi tôi khỏi mua, tại vì tôi trả cái 95 đồng thôi được rồi, đúng không? Và hồi nãy hình như là Vivian có nói với Thúy là đến năm 2016 mà số tiền phạt này á sẽ là 1.5% lợi tức hay là 695 mỗi người, đúng không? Trả bài đúng Đúng không? rồi, actually 2016 là lên tới 2.5 rồi. 2014 là năm đầu tiên là 1 chấm thôi. 2015 á, thì nó lên chút chút, nhưng mà 2016 là nó nói là du đã có 3 năm để du fill out cái form mà tại sao du không chịu Tại sao làm. lâu quá? Đúng rồi, thì nó mới charge lên là 2.5. Vivian có thể chia sẻ thêm với khán giả về chương trình bảo hiểm vừa túi tiền được không? À, cái căn bản của cái bảo hiểm vừa túi tiền á, là lý do mà nó ra đời á, là tại vì như vậy. À, ngày xưa, actually bây giờ chứ không phải ngày xưa, trước khi cái hiệu nghiệm này vô ngay đầu năm, thì hãng bảo hiểm á, nó có thể là nói là cái limit của mày á, là chỉ cho là xài 2 triệu trong một cái lifetime thôi. Có nghĩa là nếu mà cái tiền bill bệnh viện của mình mà nhiều quá, nó nói là 2 triệu rồi không trả nữa. Nếu mà lỡ mà mình có bị một cái bệnh ngặt nghèo gì mà cái tiền bill của mình là 3 triệu đi, hay là 2 triệu rưỡi, thì nó chỉ trả 2 triệu rồi mình phải chịu ôm 500 ngàn. Đó, thì có nhiều người á, bị không có bảo hiểm rồi phải có một cái emergency gì đó phải đi vô, rồi không có đủ điều kiện có thể là xin low income, rồi phải nhận cuối năm nhận một cái bill mấy trăm ngàn. Thì có thể là Thúy thấy mà ở Mỹ này đi làm cực khổ lắm, muốn để dành tiền mấy trăm ngàn tiền mặt đâu có phải dễ. Mà lúc đó vừa bị bệnh, vừa mới đi khám bác sĩ xong, rồi vừa nhận được cái bill mấy trăm ngàn nữa. Và Thúy có thấy những không? thứ mình không có đoán được là mình sẽ phải khám đúng không? Đúng rồi, nên có nhiều người bị bankruptcy, là có nghĩa là bị sai khai phá sản gì một cái bill medical mà thôi. Thì nên cái luật này nó ra là để bảo vệ như vậy, là coi như là bắt ai cũng phải có bảo hiểm. Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải vừa túi tiền, để coi như lỡ mà ai có nhiều người bệnh, không biết Thúy không có giống như bạn của Vivian không, đôi lúc ho, đôi lúc bệnh, đôi lúc thấy nhức đầu mà thôi không đi bác sĩ, mất công tốn tiền. Cái nỗi lo lắng là lúc nào cũng sợ tốn tiền thôi, mình cũng nhẹ thôi, cho mình ráng mình ngủ một giấc hay Có thể uống hai nói viên Tylenol là nó hết. Thúy công nhận không Thúy? có thể nói đây cũng là một điều kiện cho những ai mà bị từ chối bảo hiểm trước đây nữa phải không? Đúng vậy. Và cái đặc điểm của thứ hai của cái bảo hiểm Obamacare này á, là quý vị có bị bệnh trước đó hay là cái gì không có từ chối, nó chỉ dòm theo cái income của mình để mình được đài thọ mà thôi, và mình không có hề bị từ chối là trước đó mình có bị bệnh gì không. Nên là cũng trở lại cái đề tài hồi nãy, là nếu mà mình có bị bệnh nhức đầu này nọ, những cái mà gọi là khám, nó gọi là để mà preventive care đó, là phòng bệnh hơn là Phòng trị bệnh. bệnh đó, thì cái gì mà gọi là x-ray hay là Rồi khám ngực. khám ngực, khám pap smear cho đàn bà là đều miễn phí hết, không có đóng tiền gì hết. Nhưng mà tùy theo cái plan của quý vị chọn, ví dụ như mình chọn cái bronze đi, thì đôi lúc mình đi bác sĩ mình phải trả cái gọi là cái tiền copay đó, nó cao. Cái người bronze có thể phải trả 65 đồng, còn cái người silver có thể đi copay trả có 15 20 đồng mà thôi. Đó, thì nó chỉ khác biệt như vậy thôi. Còn những cái gì mà gọi là maintenance mà về mà để mà bảo quản sức khỏe của mình là đều là miễn phí hết. Không 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 có tốn thêm tiền nào nữa. Và cái điều đặc biệt nữa đó, Vivian nó cũng rất là thích, là nó cái phần cuối nó gọi là maximum out of pocket. Có nghĩa là cái tiền mà maximum mà quý vị phải móc ra từ trong túi của mình. Thì nó có hai cái level, một là cái individual là cho cá nhân, hai là cho family. Thì cá nhân theo bên nhớ là 4.500, 4.450 đồng. Còn gia đình đó là như 10 8.000 hay là 6.000 gì đó. Coi như là quý vị yên yên tâm, cứ mình cứ nghĩ là cái maximum mình phải xài cho cái năm đó, dù cho có bị chuyện gì,
gọi là tam tai hay là cái gì xảy ra, mưa động đất gì thì mình cũng không cần phải lo là mình nhận được cái bill là mấy trăm ngàn. Không sợ bị khai phá sản đúng Đúng không? rồi, không cần phải khai phá sản gì vì một cái bệnh, vì một cái xui xẻo đến trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn Vivian. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã hình dung được phần nào về chương trình Patient Protection and Affordable Care, hay còn gọi là Obamacare, như lâu nay chúng ta đã từng nghe qua. Tuy nhiên, để biết thêm nhiều chi tiết, chúng tôi xin mời quý vị cùng đón xem, tìm hiểu về thu nhập và chương trình Obamacare vào 9 giờ tối ngày thứ năm tuần sau. Xin cảm ơn Vivian. Không có gì, Vivian lúc nào cũng sẵn lòng đem kiến thức, chẳng những kiến thức mà luôn cả tâm sức của mình giúp cho đồng hương. Miễn sao là đồng hương Việt Nam của chúng ta càng ngày càng tốt, càng khỏe mạnh hơn là làm Vivian rất là vui. Cảm ơn chị. Kính thưa quý vị khán giả, vào mỗi tối thứ năm hàng tuần, lúc 9 giờ, trên đài truyền hình Viettoday sẽ phát hình những câu chuyện về tìm hiểu phương pháp, cách thức để chăm sóc sức khỏe cho mọi người, có tên gọi Câu chuyện sức khỏe. Quý khán giả có thắc mắc gì về tất cả những vấn đề liên quan đến sức khỏe của mình hay người thân, xin vui lòng gửi thắc mắc vào địa chỉ info@viettoday.tv. Chúng tôi sẽ mời các y bác sĩ hay chuyên viên y tế trả lời những thắc mắc của quý vị. Và với những chủ đề nào quý vị chưa kịp xem, Ngọc Thúy xin mời quý vị vào website www.vietshoppingtv.com để xem lại trong ô kiến thức và cuộc sống. Tại đó quý vị sẽ thấy chuyên mục Câu chuyện sức khỏe và chọn chủ đề mà quý vị muốn tìm hiểu. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình Kiến thức và cuộc sống chuyên mục Câu chuyện sức khỏe tuần sau. Xin chào tạm biệt.